Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Nhà tưởng niệm Nghiêm Chi. Ba ơi, ba ơi, bác ơi, bác à, bác à, bác, ba ơi tỉnh lại đi ba, ba bị sao vậy? Ông ấy không sao có phải không anh rể? Ba ơi, mau tỉnh lại đi mà ba. Cô thích câu cá chứ? Tôi không biết. Không phải ai cũng được câu cá với ba tôi đâu. Ông ấy lựa chọn bạn câu cá cẩn thận lắm đó. Tiêu chuẩn để được câu cá cùng ông là gì? Gia đình hoặc là chiến hữu. Tôi chẳng thuộc diện nào hết. Nhưng mà tôi lại nghĩ là cả hai. Có vẻ như ba của tôi muốn bác sĩ trở thành người nhà và cả chiến hữu của ông ấy. Chúng ta kết hôn được chứ? Ba tôi cần một người kế thừa bệnh viện, nhưng mà y học cổ truyền thì không được. Tôi nghĩ là ông ấy muốn để nó lại cho cô, dưới danh nghĩa là con dâu. Cô cảm thấy hứng thú chứ? Làm tới đi. Đơn giản như vậy à? Bắt gì phải làm khó. Tôi sẽ lấy cái bệnh viện. Cô có ưa gì tôi đâu chứ? Đúng vậy, có ưa đâu. Thì đúng là cô không ưa tôi mà. Biết rồi thì lo mà tập trung lái xe đi. Vậy còn Hi Win, thích cậu ta đúng không? Không thích. Chỉ là... Thú vị ghê. Cô bắt đầu khiến tôi cảm thấy hứng thú rồi. Tôi thích những chuyện phức tạp một chút, đặc biệt là phụ nữ mạnh mẽ. Ba ơi, ba. Ba ơi. Cô Chê. Chị anh Chê. Cần phải đưa máy vào trong. Nhiệt độ là 38.5 và sự sống đang không được ổn định. Cậu ta vừa gọi cô là chị hay sao chứ? Là em trai của cô à? Vậy bệnh nhân là rốt cuộc là ai vậy? Bệnh viện Chi In Nghiêm Chi. 1, 2, 3. Kịch đó ông ấy với máy theo dõi. Nè ông gì ơi, ông có biết là mình đang ở đâu không vậy? Ông gì ơi, ông gì à? Ông ấy bị vàn da nặng lắm. Thân nhiệt đo được là 38.5. À, đưa đi siêu âm và cho máy chụp CT. Dạ. Xem tại sao bị vàn da. Dạ bác sĩ. Nào. Bác sĩ à, xem qua cái này đi. Đây là gì? Đây là ghi chép chẩn đoán từ Trung Quốc. Cái này nói bệnh nhân bị ung thư đường mật. Cái gì chứ? Còn vàng da và nhiễm trùng máu là do khối u đã ngăn chặn đường mật của ông ấy. Bác sĩ Song, cô biết chuyện này không? Chị ơi, làm sao đi chị? Chuyện gì xảy ra với ba vậy chị? Chị đợi tôi ở đây nha. Chuyện nghiêm trọng lắm đây. Bác sĩ à, bác sĩ xong à?
Tim ngừng đập rồi, máy khử rung tim. Ba ơi, đưa cậu ấy ra ngoài. Ờ được rồi. Không đâu. Chị, chị ơi, chị gì vậy ba ơi? Ba ơi. Không sao đâu cô Chi à, không sao đâu. Ba sạc đến 200. Sốc điện, luôn đó. Sốc. Ba sạc lên 300. Sốc điện, luôn đó. Sốc. Mấy máy siêu âm lại đi. Anh xin xong à? Sốt và vàng da chính là dấu hiệu của nhiễm trùng đường mật cấp tính, phải kiểm tra và đặt stent đường mật. Nè, cô tự mình làm xong. Phải. Cô không cần phải làm vậy, chúng ta có thể gọi bác sĩ X quang làm chuyện đó. Nếu như không làm ngay lập tức, cơ quan nội tạng của ông ấy sẽ chết đó. Y tá. Dạ. Đã xảy ra chuyện gì? Họ đang chuẩn bị đặt stent đường mật. Bà cô ấy mà, cô ấy sẽ tự làm sao? Nhiễm trùng là do khối u đã gây nên việc tắc nghẽn đường mật. Chúng ta sẽ đặt một ống dẫn lưu vào khu vực này để loại bỏ mật dư thừa. Làm vậy có thể chữa được nhiễm trùng máu. Đây là ba cô. Có thật là cô tự làm được không? Bắt đầu thôi. Chị à, vào trong đi. Bác sĩ Sao Mân Chê, tôi nhận được cuộc gọi từ phòng phẫu thuật có ca mổ cấp cứu viêm ruột thừa. Bây giờ tôi sẽ lập tức lên lầu đi. Được. Chờ. Cô ấy không thể nghỉ ngơi giữa các ca phẫu thuật trong ngày à? Sao không gọi người khác thế cô ấy? Dĩ nhiên là gọi người khác được chứ. Vậy tại sao chứ? Tự cô ấy muốn vậy mà. Cô ấy đòi đó. Đi đi.
Ba ơi, ba ơi, ba đã tỉnh lại rồi. Trời ơi, con cứ tưởng là ba sắp chết tới nơi rồi. Đây là đâu vậy? Dạ, đây là bệnh viện chị Anh Chê làm.